Cái hôm nào anh thương qua đi.
lười về trước.
là cái ghế. Mẹ làm cái lồng vịt này này. Hôm nay cả anh Quỳnh cũng lên à? Như đây anh Quỳnh đi hái rau tây đi. Như đây mày đi hái đậu nhiều lắm. Hôm nay có nhiều có tay lắm đỏ lửa hay ăn ui cái này đấy anh cầm đi. Đây có một chùm nhiều quá đi nè. Đây, đây nín nè. Ui, nhiều quá. Cái hôm nọ này bố chồng tốt lắm. Hay đó. Ê, sướng quá đi. Lại cần để ăn rau tây nữa này. Ôi ôi, thôi ơi. Thôi rồi, kệ thôi. Thế mới ăn cái này. To, to nhưng mà tối hết rồi. Uầy, to quá. Đỏ ấy. Ây da, sách chím mà lại đi hái tiếp. Đi tìm chỗ khác. Ui, trên có được thì hái trên. Ui, đây vẫn có. Ui, mà mở. Không có không? Ui, thấy rồi. Đi về, giờ ăn, đi. Có được không? Nhiều lắm. Không, không rửa đây. Rửa không ngon đâu. Sang bên này ăn đi. Ngon quá. Ngon. Ngon. Cứ ăn đi. Quả một lứa một quả mà cái này dưới ra tổ chim á tổ chim nè cạnh nó mới đẹp lắm đấy cái này trông đẹp đây cái này nở cái này nè đẹp lắm cái này nè